phía Ukraine thừa nhận Nga đã thay đổi chiến thuật để gây khó cho hệ thống phòng không của Ukraine. Tấn công ồ ạt. Hôm 29 tháng 5, Nga mở một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Kế đó, vào ngày 30 tháng 5, Nga lại tập kích bằng máy bay không người lái, UAV, vào Kiev. Hai đợt tấn công này nhắc nhở người dân thủ đô Kiev rằng thành phố của họ vẫn là một mục tiêu của người Nga, dù rằng chiến sự chủ yếu diễn ra ở miền đông Ukraine, cách thủ đô nước này hàng trăm cây em. Người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev, Serhiy Popko, cho biết cuộc tấn công vào hôm 30 tháng 5 mang tính ồ ạt, gồm nhiều đợt. Thông qua ứng dụng Telegram, ông nói rằng Nga đã thực hiện cuộc tấn công sử dụng UAV xá do Iran sản xuất. Cơ quan quản lý quân sự này cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy được hơn 20 UAV. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã cảnh báo các cư dân không được rời khỏi hầm trú ẩn. Ông Klitschko cho biết khoảng 20 cư dân của tòa nhà cao tầng ở Kiev đã được sơ tán vào đầu ngày 30 tháng 5 sau khi các mảnh vỡ từ mục tiêu trên không do Nga phóng gây ra một vụ hỏa hoạn. Theo thị trưởng, một người tử vong và ít nhất 3 người khác bị thương do các mảnh vỡ bị rơi. Hôm 29 tháng 5, 11 quả tên lửa đạn đạo lao vào Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết họ chặn được cả 11 quả, nhưng mảnh vỡ từ các va chạm trên không gây ra hỏa hoạn và các hư hại khác. Thay đổi chiến thuật, các tên lửa phóng tới Ukraine sau 11 giờ ngày 29 tháng 5, giờ địa phương, khiến cư dân thành phố phải chạy vội đi tìm nơi ẩn nấp. Sau đó là cuộc tấn công bằng UAV vào ngày hôm sau. Hai cuộc tấn công này cho thấy Nga đang thử đánh vào các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay, phía Nga đã thay đổi thời điểm oanh tạc, cách kết hợp các vũ khí và cả đường bay của tên lửa và UAV, cho chúng bay thấp dọc theo lòng sông và qua các thung lũng để tránh bị phát hiện. Yuri Yerna, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết Nga đang cố gắng gây rối trí và đánh lạc hướng lực lượng phòng không của chúng tôi. Ông nói, đối phương sử dụng địa hình khu vực này để lẩn tránh sóng radar. Chính phủ Ukraine chỉ trích cuộc tấn công của Nga vào hôm 29 tháng 5. Trong một thông cáo, quan chức Ukraine Popko cho rằng các lực lượng Nga tấn công một thành phố hòa bình giữa ban ngày, khi hầu hết cư dân đang ở nơi làm việc và trên phố. Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự. Họ cho biết, cuộc tấn công vào ngày 29 tháng 5 là nhằm vào các căn cứ không quân. Giới chức Ukraine cũng thừa nhận Nga đã đánh trúng ít nhất một cơ sở quân sự, làm hư hại một sân bay ở Khmelnytsky, miền Tây Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết thêm, Nga đã đều đặn triển khai UAV tấn công, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công không chỉ Kiev mà còn cả các nơi khác ở Ukraine. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng tới 40 tên lửa hành trình và 35 UAV quân sự do Iran sản xuất trước lúc bình minh vào hôm 29 tháng 5. Phản ứng của người dân Ukraine. Ở Kiev, các đội cứu hộ cứu nạn đã được điều đi dập lửa do các mảnh vỡ rơi từ UAV. Ksenia Khisiak, 35 tuổi, vội cầm tay hai đứa con rồi lao xuống hầm trú ẩn khi tên lửa phòng không của Ukraine được phóng lên không trung, tạo những tiếng nổ lớn khi chạm mục tiêu. Những người Ukraine đứng ở lối vào hầm hô to, giục họ, nhanh lên. Trong khi đó, Oleksandr, 40 tuổi, một nhân viên kỹ thuật cũng tiến về phía hầm nhưng băn khoăn về ý nghĩa của việc này. Ông này tự nhủ, tỷ lệ chết do tai nạn ô tô ở Kiev còn cao hơn là do trúng đạn pháo, xét về mặt thống kê toán học. Nhưng tôi không thể ra lệnh cho cơ thể tôi ngừng lại. Trong khi đó, cụ hưu trí Anatoly Simonov, 68 tuổi thì triết lý hơn. Tôi chẳng vào hầm trú ẩn, tôi chẳng bao giờ cả. Người Ukraine có câu, cái gì phải đến sẽ đến. Cha tôi dạy thế rồi. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.